thành một tràng pháo tay để chương trình đêm này xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị khách quý, quý khán giả thân mến, như chúng ta đã biết thì không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản phi văn hóa phi vật thể của đại diện cho nhân loại, đã ngày càng thể hiện được giá trị của mình và trở thành sứ giả văn hóa kết nối du khách với vùng đất đỏ Ba Gian đầy nắng và gió này. Vâng, tự hào về giá trị không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên nhằm đa dạng hóa các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đắk Lắk phát triển. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cổng chiêng định kỳ 1 tháng 2 lần vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy, tuần giữa tháng và tuần cuối của tháng. Chương trình đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc và là dấu ấn đặc biệt thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức và trải nghiệm. Thưa quý vị, chương trình tối đêm nay sẽ do các nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa nhạc dân tộc, các câu lạc bộ như câu lạc bộ hát then đàn tính thành phố Buôn Ma Thuột và đội tuyên truyền lưu động trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng biểu diễn. Và mở đầu chương trình với chủ đề bài ca quê hương là những âm thanh rộn ràng của dàn Trinh Cân Á mỗi dịp tổ chức lễ hội hoặc đón các vị khách quý với bài chiêng truyền thống Yêu Vít Hờ Gừng, tức là gọi về sum họp, do các nghệ sĩ đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn. Hỡi các chàng trai cô gái, hãy nổi trống chiêng lên chào đón khách theo phong tục truyền thống. Trong những nghi thức chào đón khách quý mỗi khi đến với chương trình. Thưa quý vị, dàn chiêng Cân Á với giai điệu Chiriria rất sôi nổi, bảy cô gái chồng các ống nước lên nhau tạo thành dòng thác chảy xuống trái rượu. Chúng ta sẽ trở về hình ảnh này.
thưa quý vị, dàn chiêng cần hát với giai điệu chi ri ri rất sôi nổi, bảy cô gái chồng các ống nước lên nhau tạo thành dòng thác chảy xuống chế rượu. Già làng mời khách quý uống rượu cần và tặng một chiếc vòng đồng để thể hiện sự mến khách, sự gắn kết cộng đồng và mang đến sự may mắn cho người được tặng. Uống rượu cần và được già làng cho tặng một chiếc vòng đồng để thể hiện sự mến khách, sự gắn kết cộng đồng và mang đến sự may mắn cho người được tặng. Thưa quý vị, uống rượu cần là một nét văn hóa rất đẹp của người Tây Nguyên. Ngoài ý nghĩa tâm linh thì nó còn biểu hiện tính tập thể, cộng đồng và lòng mến khách của những người dân nơi đây. Và trong khi uống rượu cần thì nam nữ có thể hát múa, các nghệ nhân già làng kể chuyện, kể những bản trường ca của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì vậy trong chương trình tối nay chúng tôi xin phép không mời khách quý lên thưởng thức rượu cần, rất mong quý vị thông cảm. Hy vọng vào dịp gần nhất, khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ thực hiện trọn vẹn phần nghi thức chào đón khách quý để thưởng thức văn hóa rượu cần độc đáo của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức Giọt đắng ban mê, thơ Trần Đình Nhân, âm nhạc Hoàng Mạnh Toàn do nghệ sĩ ưu tú Israel Canon và ca sĩ Hloen Nghê cùng với tốp nhạc cụ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh biểu diễn. Xin mời.
cà phê sáng say, những tiếng chiều ban đêm. Yeah.